xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình hành trình đi câu cho mọi người. Thì giờ này là 10 phút đến 5 giờ mọi người. Hiện giờ hôm nay mình quyết định đi sông Đồng Nai nha mọi người. Hôm nay móm quá trời, mười mấy ngày luôn, cứ chị An sông bé biết rồi, cuối cùng lại mình cũng cứ thay đổi vị trí mà cuối cùng là không có chỗ nào có mọi người. Bữa thì một hai con cá nhỏ nhỏ không thì mình không có lên video cho mọi người xem ha. Đồ đạc mình cũng ràng đồ xong hết rồi, giờ bắt đầu quyết định đi sông Đồng Nai chuyến nha mọi người. Mọi người yêu quý thì cho mình xin một like, một lượt chia sẻ cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm thật nhiều video nữa cho mọi người xem ha. Rồi bắt đầu giờ đi thôi mọi người. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna. Rồi, tình hình là mình vô tới bãi nha mọi người. Nước hôm nay lên quá trời luôn. Hôm trước mình đi vô đây 2-3 lần rồi nha mọi người. Mà mấy lần trước thì có mấy con cá sát, mấy cá dảnh, cho nên là nó có đăng ha. Nước lúc trước nó rút qua quá trời luôn. Mà hôm nay nước lên mọi người. Đây. Trước mình ngồi ngay chỗ cái bực này nha mọi người. Mà giờ nước lên ngập luôn rồi mọi người. Mà giờ cái bực này có người ta giăng lưới nữa, chắc mình khô câu cũng không được mọi người. Thấy có người giăng lưới đây nè. Cái hàng lưới của người ta. Thôi giờ mình câu xịt đằng kia một tí xíu. Câu ra quăng ra ha. Ở khúc này chắc quăng không được. Rồi có nếu mà người ta có gỡ lưới thì mình làm mình câu. Còn không có gỡ lưới thì thôi, chứ giờ kéo vô đụng tay lưới của người ta mọi người. Mà giờ này chuyển mưa quá trời luôn mọi người ơi. Mới có 5 giờ 45 mà chuyển mưa ghê quá. Bữa nay chắc lôi ngôi lót ngót à. Thê thảm đây. Bây giờ tranh thủ ra cần nha mọi người. Tình hình là mình ra cần xong ha. Tổng là 4 cần trùng, 4 cần cám nha mọi người. Ở dưới kia có cái chú kia cũng mới vô. Nhưng mà câu cũng 5-6 cần nè. Cần kia cần câu đây. Còn có anh em câu đằng kia nữa. Anh em cũng gần nhà mọi người. Thôi giờ cũng biết tình hình sao ha. Giờ bắt đầu hành trình tới chiều luôn nha mọi người. Lên thay mồi dính cá dảnh. Nó ăn không hay luôn. Giờ nước trâu dữ rồi ta. Rồi không có à, nhẹ hiều à. Cái thẻo tầng câu này kỳ ta. Nó giật tăng không à. Mà không dính. Dính cá không hai. Đây mọi người. Cá ăn dính không hai, không thấy giật luôn. Dảnh.
Dảnh mà dính hồi nào không hay luôn. Ủa sao nó ăn không thấy giật cần luôn mới ghê chứ. Ờ à. Đấy mọi người, con dảnh con sát ăn vậy mà dính không hay luôn. Cần cái cá ăn đang đi nhiều chuyện đằng kia mọi người, nghe chuông nó reo đóng luôn. Ô hư gì hả? Cá hình như là cái đen đen qua rồi, tự nhiên cá quả ác. Trời ác cái gì mà ác. Trời đất ơi tàu ngầm. Tưởng đâu có ép chứ. Tàu ngầm. Thiệt tình luôn. Đang đi nhiều chuyện nữa chứ. Trộm cá ăn mọi người. Dở lắm rồi. Phá quá mày phá bự nghe hiểu quá thợ chắc có thôi vậy mày hả bự có đây dành bự. Vậy mà hai lưỡi kia cũng hết trùng à, hay thiệt chứ. Tưởng đâu con trùng không ăn chứ. Cứ hết mồi không à. Ừ. Đây, dành đá cho mình thôi. Có này đang quay. Quay lên thay mồi dính cá sát mọi người. Cá đang dính ăn nhẹ quá, không hay luôn mọi người. Coi. Ăn mà. Dạ. Nó sát mọi người. Mọi người cá. Đây, em dẫn nó nha mọi người. Đã chưa? Này, cái xác mọi người. Ở lần xề mà không biết dính con gì luôn. Hôm trước tôi cũng dính con. Dài dữ hả ta? Chình nhỏ. Cái chình cái gì á? Chình rồi cái chình nhỏ. Hôm trước tôi cũng câu dính con. Đây mọi người. Cái lạc. À trùng hả? Tưởng là con cám chứ. Trùng cái chình. Cái chình quá. Cám đấy chứ. Có cái bay nè. Ờ. Cái chình. Trời ơi con quấn kìa. Ủa sao tao bọn kia kêu cái này cá lạc ta? Cá lạc đâu, nước ngọt làm gì có cá lạc. Cá gì nó kêu? Cái này gọi cá lịch cũng. Ờ cái lịch. Nó mà trình nó. Lịch khác chứ cái này nó trình. Đúng rồi. Con này nướng lịch là cũng giống lươn nhưng cái đuôi nó bẹ hơn. Con này ngon lắm ạ. Con này thịt không ạ? Nhỏ xíu. Con này xong bé có con bắt cái máy. Trời ơi con nhớt kìa. Trời ơi nhớt kìa. Nhỏ quá, ăn cái gì? Chình, chín con. Cái gì? Không phải chình. Chình. Cá chình á.
đùi như đầu rắn. Con trình là nó có cái trên lưng nó có ấy, còn con lịch là như lương. Nè. Cắn á. Cắn á, con bự cắn á. Cắn chưa? Bữa hàng sang vlog quay á, nó quay cô nó bắt được con. Trời, còn anh rút rồi, anh rút rồi. Xuống. Có lấy không? Không. Anh lấy cái lấy đi. Không dục dưới chân. Thả đi. Chứ bà đó thì... về lại đi em. Đây bò lên. Giờ anh bò lên luôn rồi. Anh quản, anh không biết bò ở đâu luôn. Chứ kiểu nữa chứ. Dẫn mọi người. Dẫn tiếp ha. Dạ. Cám còn 2 cần công, 3 cần công. Cần này cá ăn. Hai con. Con rảnh con sát. hồi nãy cũng làm được lần rồi. Nãy được cặp, bây giờ ăn cặp nữa nè. Ờ, thấy gì vậy nhưng mà được hai con. Thấy cũng có lý, cũng có lý. Thấy cũng hợp lại. Cũng có lý lắm. Tôi ngán mấy cá sát rồi. Đó tôi bị hết lần một. Quản hồn tới giờ luôn. Phải ngừa nó mới được. Này cái xác nhỏ không? Nãy cũng có 2-3 con bự bự rồi chứ sao mấy con này giờ chứ tăng. Thấy cái xác to lắm chứ mà câu khó đủ. Nó là kho nó gì nữa. Nó con chua hết bài luôn. Con chua lá vàng rồi. Thôi, cừ. Méo. Quay lên thay mồi, nó dướng quá trời mọi người, dính cái rảnh. Gom cần về dính đựng cho cái xác mọi người. Gom cần đi về luôn. Ăn không thấy giật luôn. Đây nha mọi người, thành quả ngày hôm nay đi sông Đồng Nai nha mọi người. Thì kết quả thì được 9 con cá rảnh, 6 con cá xác, với 1 con cá lâu kiến. Còn một con nữa thì thằng em kế bên nó câu mà nó không bắt á, nó cho mình lấy luôn á mọi người. Thì thành quả của ngày hôm nay đây. Cái rảnh này nó cũng không nhỏ, cũng được rồi chứ không to lắm mọi người. Đây. Rồi, kết quả ngày đi câu của mình ha mọi người. Hôm nay thì mớm quá, hôm nay thì đi xong hôm nay được nhiêu đây cá mọi người. Thì mọi người yêu quý thì cho mình xin một like, một lượt chia sẻ cũng như một lượt đăng ký kênh.
ủng hộ cho mình làm thật nhiều video nữa cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Hẹn mọi người vào video sau ha. Rồi bye bye.